nhóc. Mày thích không? Tao cho mày này. Dạ. Anh đến mà. Còn lâu. Muốn cặp đẹp á, đừng có mơ. Ba nuôi tụi mày không mua cho mày đâu. Với cả ấy, ông không phải là ba ruột bọn mày đâu. Anh không được nói vậy. Ba tổn thương tụi em như là con ruột vậy. Chiều nay ba hứa sẽ dắt tụi em đi mua cặp đi học. Ai đời mà thương con nuôi. Con nuôi. Ừ. Anh nghe không? À, bọn mày láo à? Tao cho mày biết tay. À, anh ôm một quán gì đây? Lẹ, bỏ ra nhá. Ê. Đây, đưa viết đây cho tôi, Ra đây. Ăn quen ha. Hai người ăn quen. Lần trước là nguyên con mèo lên trán tôi. Tôi chưa xử tội. Bây giờ hai người tính là song, song kiếm hợp bích ha. Ha. Được rồi. Bây giờ con thích con gì? Dạ, con thích con chó. Ồ, con thích con chó, con chó. Dạ. Dạ con thích con cọp. Vậy thì mặt con sẽ có con cọp, còn mặt con sẽ có con chó. Hãy đợi đấy. Á, trời ơi. Trời ơi, tôi chạy rồi. Không. Ồ, chào chị. Chào anh. Ha. Chào con, chào cô. Ừ, chào cô. Con, chào hai đứa. Ờ, dạ, em mời về chị ngồi. Dạ, có chuyện gì vậy chị? À, hôm nay tôi qua đây á là tại vì cô nụ nhờ tôi là đưa cho anh cái đơn này để cho anh điền vào. Đơn xin nhập học. Ủa là làm sao chị? Ủa trời ơi, anh nói gì ngộ không? Thì bây giờ hết hè rồi, thì tụi nhỏ nó phải đi học rồi chứ. Nhất là thằng nhỏ nhà anh nè. Năm nay nó vô lớp 1 rồi. Anh đã tìm được cái trường này cho nó chưa? Thật sự chị nhắc tôi mới biết là hết hè. Tôi không ngờ 3 tháng hè thấm thoát trôi qua nhanh quá. À thôi được rồi, vậy là tôi cũng mừng. Sắp tới là hai con được đi học rồi. Yeah, đi học rồi. Nói với tụi nó quậy chị không nổi đâu chị. Đi học rồi, vậy là đi học của em ở nhà. Không, em đi học chị ở nhà mà. Chị, hai đứa nhỏ nhà em ham học ghê ha. À, em đi học thôi. Chị. Thôi, có khách mà tụi con. Hay, tiền trường, tiền học, tiền cặp, tiền sách. Chết tôi rồi. Quá trời quá đất. Alo, cái gì? Thôi không có nhậu, bỏ rồi không có nhậu nữa. Trời ơi, tùm lum tùm la thứ tiền hết ông ơi, bây giờ phải tiết kiệm rồi. Thôi, bây giờ tôi có hai đứa nhỏ rồi, cho nên là phải thay đổi từ cái chi tiêu tất cả mọi thứ, phải tiết kiệm để dành cho tụi nó. Sau này ông có con đi, ông hiểu. Trời ơi, hai đứa đó có phải con ruột ông đâu. Con nuôi ông mà làm cái ghê quá à. Nè. Ruột cái là nuôi gì cũng vậy, phải có trách nhiệm với lại tụi nó. Vậy nha. Alo. Cho em hỏi anh Tùng phải không ạ? Ừ Tùng nè, ai vậy? Em ở bên công ty bảo hiểm Đài Lai Rai. Thôi, tôi không có tiền đâu, tôi mua bảo hiểm gì nữa, vậy nha. Không có tiền, còn giới thiệu bảo hiểm. Chà. Alo. Alo, anh ơi, số này có bán không? Anh điên ha ông nội, cái số điện thoại xấu quắc rồi hỏi. Ờ, muốn mua không? Tôi bán luôn nè. Ờ, anh bán nào bao nhiêu thế? 26 triệu. Ờ, thôi xin hẹn lần sau nha. Trời ơi, tưởng được giá bán luôn, lấy tiền lo cho hai đứa nhỏ. Chà. Bình, em đừng có phá nữa được không?
đừng xảy lát nữa. Chị hai ơi, sao giờ này ba Tùng mình chưa về nữa? Ba hứa dẫn tụi mình đi mua sắm sách tập mà. Ừ, chắc là ba bận đó, đến giờ chút xíu nữa đi. Anh và chị An ơi, em có tập mới nè. Wow, đẹp quá à. Chị An ơi, em muốn có cặp. Không được, ba Tùng đã hứa với mình rồi, chiều nay ba Tùng sẽ dắt mình đi mua cặp sách. Thì nhóc, mày thích không? Tao cho mày này. Dạ. Anh Tùng à. Còn lâu, muốn cặp đẹp á, đừng có mơ. Ba nuôi tụi mày không mua cho mày đâu. Với cả ấy, ông không phải là ba ruột bọn mày đâu. Anh không được nói vậy. Ba Tùng thương tụi em như là con ruột vậy. Chiều nay ba hứa sẽ dắt tụi em đi mua cặp đi học. Ai đời mà thương con nuôi. Con nuôi. Ừ. Anh nghe không? À, bọn mày láo à? Tao cho mày biết tay. À, anh không được quấn gì đây. Lẹ, bỏ ra nhá. Ê, bọn mày biết đánh nhau hả? Anh không được, anh không được ăn hiếp anh chị. Không phải vì em tao ấy, là bọn mày no đòn rồi. Đồ con nuôi. Anh không được kêu anh chị là con nuôi. Anh mà nói anh chị là con nuôi nữa thì em sẽ giận anh luôn. Ê, thôi anh không nói nữa mà. Thôi đừng có giận nữa anh nha. Đi rồi. Đi về thì đi về. Cõng em. Lên. Bọn mày có chừng tao đó. Sao anh cứ gọi mình là con nuôi hoài vậy chị? Thôi đi về em. Ba Tùng, sao ba về trễ quá vậy? Ba không nhớ là ba đã hứa gì với con với Bình hả? Cái gì làm gì? Con gái là ai tự nhiên kêu tôi bằng ba vậy trời? Con là con gái của ba nè. Ba quên hết rồi hả? Ba thất hứa rồi. Đấy, nhưng mà con nít đừng nói xạo nha. Con chưa có vợ làm gì các con. Trời ơi, giật chơi. Ba nói vậy mà nghe được à? Nếu ba không nhận con là con nuôi thì tại sao con có thể ở trong nhà này được chứ? Ba... Alo. Rồi, Vi mua rồi. Rồi, đem lên liền, ok. Trời ơi, tôi vô làm việc mà, đâu phải làm ô xin đâu. Hey, may quá có chú Tùng. Quá à, mua gì quá trời quá đất vậy? Dạ, con mua đồ ăn sáng cho mấy người chỉnh. Quá, đi mua đồ ăn sáng hả? Dạ chứ. Ê, vậy đi mua một chú đi nha. Phở tái bò viên, ít giá thôi. Chú. Cái gì vậy? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Chú nở lòng nào thấy người hàng xóm của chú bị ăn hiếp vậy mà chú còn sai con đi nữa hả? Thật làm cho quen mà mới rồi phải chịu chứ. Cười quá. Ủa, chào anh. Em. Ủa, cà phê mua rồi hả? Dạ. Ly nào của tôi vậy? Dạ đây, ít đường. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Ủa, sao mua xong rồi không mang lên trển đi, mọi người đang đợi đó. Dạ. Nè, cái tập hồ sơ tôi chuẩn bị rồi đó, lát đi photo luôn nha. Liền đó chị. Dạ. Trời ơi, chú thấy chưa? Chú giúp con đi. Đưa đồ lẹ, lấy tập hồ sơ đi photo đi, giúp cái gì? Cái môi trường công sở nó khắc nghiệt cái đó, tập cho quen. Như vậy mình mới trưởng thành nhanh, hiểu không?
Ê mà nè, xong hết tất cả mọi việc, dắt mấy đứa nhỏ đi mua sắm giùm chú. Trời đất ơi, chú giỡn hả? Giỡn cái gì, chú nói thiệt á, dắt đi mua sắm đi chưa? Chú! Chú quá đáng quá nha. Dám ăn khiếp Phi này hả? Đừng có mơ. Nhưng mà tội nghiệp hai đứa nhỏ quá. Gì? Gì hả? Cứu bộ con cái này nha. Ủa? Chú nhờ con mua mà Vi. Sao nhờ gì đủ là sao? Con đâu có rảnh. Nè, ăn nói hai lời nhớ nghe chưa? Rồi vô, về nè. Xong nhiệm vụ nha. Ăn nụ. Đó, chủ trương tiết kiệm, rẻ, bền đẹp. Có order hàng trên mạng nữa nha. Quá trời luôn. Trời ơi, mua cái gì mà quá trời quá đất rồi mua online nữa hả chị Nụ? Chứ sao? Dì Nụ? Gì? Sao dì Nụ biết cách đặt hàng hay vậy? Dì Nụ là ai? Mấy cái chuyện mà order trên mạng á, giống như trở bàn tay gì đó, hiểu không? Trời ơi, trở bàn tay gì? Viết chì gì đâu mà không có cục gom. Trời ơi, mua cục gom chỉ cho tốn tiền mà. Bây giờ lấy cái cọng thun bột vô rồi gom. Còn lấy cọng thun buộc lại nữa. Mua làm chi mà quá trời quá đất gì. Nhiều biết tại sao mua sỉ được giá tốt, hiểu chưa? Trời ơi, con tôi nó học còn tính đem về bán lợi hay sao vậy? Điện thoại, điện thoại. Sáng mắt chưa, nhờ đi mua không mua giùm. Alo. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi rồi rồi, đi thẳng vô, đi thẳng vô, đi thẳng vô. Rồi 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 rồi. Hey, cặp với áo tới rồi. Toàn là hàng best sale không á nha. À, chị Nụ coi đi. Cặp nó xấu quá à. Rõ ràng ở trên mạng cái hình nó đẹp dữ lắm, chứ ra ngoài cái này chắc nó in lộn hay sao á ta. Cặp mà in lộn cái gì? Đặt hàng online phải kiếm cái trang nào nó uy tín. Đâu phải trang nào rẻ cũng mua được đâu chị. Đó bây giờ dày rồi giờ sao? Trời tôi ơi, thấy nó tới nó giao hàng nó bỏ nó chạy liền rồi, tôi nghi ngờ rồi. Dì Nụ hả? Sao dì Nụ mua áo gì mà kéo cái áo lên không được nè? Rồi hư luôn rồi đó. Ôi da. Ê trời, đau hả? Gì vậy con? Kỳ vậy ta, một bộ 500 ngàn lận chứ ít gì. Trời đó, rồi. Dì bị hố rồi đó. Nhiều cái trình hình đẹp lắm mà ra ngoài hay gớm. Thiệt tình đó. Ủa rồi mình đâu? Quần áo thử làm sao? Ba ơi ba. Không thử đồ đi con. Con bị sốc hai cái nút rồi. Trời ơi, áo mới mua sốc hai cái nút. Trời đất ơi, chết rồi. Đi đứt hết 5 triệu bạc vừa lòng chưa Vi? Ba Tùng không thương tụi con nên mới giờ dì Nụ mua đồ giùm tụi con. Sao con nói vậy, ba thương tụi con mà. Ngày xưa mẹ Dương nói, nếu hành động một thứ gì đó mà không có tình thương thì cũng sẽ đều vô nghĩa. Hôm qua ba Tùng nói đúng, tụi con ngang không sức khỏe nhà ba nên ba không thương tụi con là đúng rồi. Tụi con làm phiền ba quá, tụi con làm phiền ba nữa đâu. Hôm qua ba say cho ba xin lỗi mà. Thôi mà, thôi mà con, thôi mà con gái. Chị Quỳnh, chị An ơi, chị An. Trời ơi, hôm qua tôi say quá. Tụi nhỏ nó có biết cái gì đâu mà nói với tụi nó vậy. Có tình yêu thương của ta và cha sẽ mãi mãi trêu trẻ. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Na 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 na